xe đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu địa hình mang thương hiệu đến từ Mỹ, thương hiệu Cam. Đây là thương hiệu cũng rất là mới về bên em mà cũng rất là tên tuổi trong làm xe đạp thể thao bên châu Âu. Cam P, model của xe là model Langer 600. Mẫu xe 27,5 dành cho bác yêu thích những dòng địa hình, dòng xe cao cấp, cấu hình rất là khủng quá nhá. Bây giờ như là tôi thử cái chiếc xe. Vâng, thì các bác nào chưa biết mẫu model của xe Cam P Bicycle thì đây là một trang web chính hãng của dòng Cam. Bác lên trên Google bác gõ là Cam Bicycle thì sẽ hiện lên trang web chính hãng của Cam Bicycle USA.com. Đây là dành cho những bác chưa biết về những thương hiệu dòng Cam. Đây là một thương hiệu đến từ Mỹ, USA, chuyên bán dành cho những xe đạp xe địa hình và những dòng xe cỡ nhỏ, xe gập. Trong các chính hãng của xe nhé, thương hiệu Cam này, Cam Bicycle USA.com. Vâng, thì đây là chiếc thứ hai về bên em. Thì chiếc đầu tiên về bên em là dòng thương hiệu của Cam. Thì trước đây em có về là một mẫu dòng xe đua. Thì nay em về một chiếc xe địa hình mountain bike với cái model của xe là Legend 600. Thì theo dịch ra thì Legend tức là huyền thoại, mẫu model huyền thoại của dòng xe Cam 600. Với cái tông màu chủ đạo là cái tông màu ghi xám, rất là khỏe, cái màu lông chuột cũng rất là hiếm về những màu dòng xe màu lông chuột, rất là khỏe xe. Kết hợp với cái tông màu đỏ điểm chỉ trên khung xe rất là nổi bật. Và đánh giá tổng thể xe đánh giá mới trên 95% xe. Thì xe mới được người chủ cũ bên kia dùng rất là giữ gìn xe. Đây, có thể nhìn được đánh giá nước sơn của nó rất là đẹp các nhá. Màu sơn của xe kết hợp rất là nhã. Và hầu như trên khung xe hầu như không một vết xước nào cả. Mẫu MTB, một xe đến từ thương hiệu ở Mỹ, Cam, model Legend 600. Và xe làm từ hợp kim nhôm Composite này bác nhá. Được chạy với bộ dây âm sườn cao cấp, tính thẩm mỹ rất là cao. Màu xe là màu ghi lông chuột, ghi xám. Đây âm dêm sườn đi chạy từ đây ra bên đĩa luôn đó nhá. Cũng khá là độc đáo nào các bác. Cái bản khung bên dưới là chắc chắn, bản khung vuông, to và bo tròn. Một xe đến từ thương hiệu Mỹ cũng đánh giá rất là cao. Dành cho bác ưa thích những dòng mẫu địa hình cao cấp. Cổ phốt ghi đông chính hãng của Cam. Thường là đi linh phụ kiện của làng Lucy. Cổ phốt ghi đông chính hãng của Cam nữa nhá, Lucy. Nguyên bản cho xe, cổ phốt dẹp, gật gù, ngả hơi ngả phía trước. Theo mình giá đây là một cái mẫu dòng xe địa hình leo núi. Ghi đông xe rất là dài, dài hơn so với mẫu ghi đông thông thường khác mà em đã từng gặp. Đây là một mẫu xe địa hình đổ đèo. Tay đắm cao su còn rất là mới. Cấu hình của xe rất là khủng nhé. Cấu hình của xe là Shimano SLX. Thì như các bạn biết thì cấu hình Shimano SLX gần như là chùm cuối của dòng xe địa hình mà touring rồi. Trên cả Shimano DOD, Acera, Alivio, Tuley và Antut. Rất là cao cấp. Rất dành cho các bác ưa thích những dòng xe địa hình mà cao cấp mà thương hiệu là nổi tiếng của thương hiệu Mỹ. Cụm phanh trước cũng được sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano. Và xe được trang bị với tay bấm giảm sóc khóa dầu, giảm sóc dầu trên tay, khóa an toàn giảm sóc trên tay. Đây các bác nhìn rõ, rất là tiện dụng cho các bác đi những trên đường cung đường bằng phẳng, đường phố hoặc là những cái địa hình xấu trên đồi núi. Để đóng mở sóc trên tay luôn các bác, rất là tiện lợi và còn rất là mới luôn. Hiếm về một chiếc dòng xe địa hình mà cao cấp mà được mới như vậy bác nhá. Bên phải em trang bị với hai tầng đĩa cũng của Shimano SLX. Và cụm phanh sau là cụm phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano. Giảm sóc dầu chính hãng của xe. Chính hãng của xe luôn bác nhá.
Lucy. Dòng Lucy thì linh phụ kiện thì cũng giống tất cả những dòng xe khác, đều là linh phụ kiện đi theo xe chính hãng. Ví dụ như ở Czech thì có Bontrager, Java thì có DK, thì của thằng Cam này là linh phụ kiện của nó là Lucy, chính hãng nguyên bản theo xe. May ở chính hãng của Lucy, nguyên bản theo xe. Vành cũng chính hãng theo xe nhé, vành của Cam, vành Cam, Lucy, nguyên bản theo xe. Sử dụng lốp Maxi, lốp Canada, kích thước lốp là 650, 27,5 nhân với 2,1, đây là vành 27,5, cao hơn so với các mẫu dòng bánh 27 thông thường khác. Có tiện lợi và cái mẫu là rất là ít về bên em. Đây là chiếc thứ hai, trước là mẫu đua, đây là mẫu địa hình. Được trang bị cấu hình rất là khủng, thì theo em được biết thì cái dòng xe model của Cam nên gần 600 này gần như là dòng xe cuối của dòng xe khung nhôm rồi. Đùi đĩa trục rỗng, đùi đĩa nhôm trục rỗng nhá, còn rất là mới, chính hãng với bản theo xe. Bên bạc đạn CMC cũng tông màu đỏ đỏ đen, kết hợp cho xe rất là đẹp. Nạt đĩa chính hãng của Shimano FLX. Xe trang bị với full group chính hãng của Shimano FLX nhá. Chân khung xe thì đeo có đo luôn cái thay sai số của bộ vành là 27,5, nó nhìn rõ này. Thường thường thì những dòng 27,5 đều có sử dụng khung thường thường thể hiện rõ trên khung luôn. Cộng yên chính hãng của Lucy, chính hãng của bản theo xe. In của Cam cũng có bản theo xe còn rất là mới. Hiếm về một chiếc dòng xe địa hình mà lớp sơn cũng rất là đẹp mà khỏe xe. Bên dưới thì có cái chắn gặp và đập xích bên dưới cũng của Cam luôn, về nó theo xe luôn em vẫn để. Xe sử dụng củ đề sau là củ đề Shimano FLX. May sau may ơ chính hãng của Lucy, của Cam nguyên bản theo xe. Vành chính hãng nguyên bản theo xe, vành của Cam. Bác nhìn đầu đặc biệt ở trên xe đây, cái bộ clip của nó rất là to, to hơn với những dòng clip thông thường khác của dòng mẫu xe địa hình. Clip tổ ong rất là to, rất là độc đáo cho các bác. Clip trang bị 11 tầng clip và 2 tầng đĩa. Tốc độ của xe là 22 tốc độ. Clip to các nhé, clip bản to. Còn rất là mới luôn, xích clip còn nguyên bản trong xe. Một chiếc xe cao cấp, thương hiệu cũng rất là tên tuổi đến từ Mỹ, Cam Model Ranger 600. Và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 43. Chiều cao size ngang của xe là xe 55. Tức là tầm size S bác nhá, thích hợp các bác cao từ 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Bây giờ xin vào nhắn xíu hoạt động của xe. Xe trang bị với full group chính hãng của SLX, 11 tầng lip, lên lip. Lip 11 tầng, lip to bác nhá. Rất độc và lạ, xuống lip. Lip xích còn rất là mới bản theo xe. Bên phải em nó trang bị với 2 tầng đĩa, đùi đĩa trục rỗng, gạt đĩa của SLX luôn, xuống đĩa, lên đĩa. Và chuyển động rất là bon và trơn tru. Tất cả đồ linh phụ kiện của dòng Cam là nguyên bản theo xe các nhá, nguyên zin hết. Với cái tông màu ghi xám kết hợp với màu đỏ rất là khỏe xe, dành cho những bác ưa thích những tông màu tối. Cấu hình rất là khủng, full group chính hãng của Shimano SLX. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc mẫu địa hình cao cấp đến từ thương hiệu Mỹ Campe Model Ranger 600. Và xe có full group rất là cao cấp, rất là khủng, dòng Shimano SLX trên cả cấu hình DOD. Tổng thể xe đánh giá là từ mới 95%. Và xe giá rất tốt bên em là 10,8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm.
Con là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký vào theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bạn vào chương ngày mai.